Sáng nay, Hội khuyến học huyện Phú Giáo phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện. Chương trình đã trao 27 suất học bổng cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó có 14 học sinh sinh viên đã được Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương và các nhà hảo tâm hỗ trợ liên tục từ nhiều năm nay. 13 học sinh bắt đầu được hỗ trợ từ năm nay. Mỗi em được hỗ trợ mức bình quân là 5 triệu đồng. Có 4 em sinh viên đại học được hỗ trợ mức 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu và 14 triệu. Tổng giá trị 27 suất học bổng là 150 triệu đồng, góp phần tạo điều kiện để các em học sinh nghèo hiếu học có thể hoàn thành con đường đi tìm tri thức, đóng góp hữu ích cho gia đình và xã hội. Dịp này, ban tổ chức đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện thời gian qua.